tim chụp bụng rung máy thôi. Được rồi được chưa, chụp nữa đi đây, đây chụp nữa, chụp hình nữa em, đây đây chụp hình với chị nữa, đây đây, trời ơi, chưa nó đủ đâu chị, nữa hả, chụp nữa. Nè nữa rồi, lên lên chụp nữa, chụp nữa, chụp nhiều lên. Thôi được rồi chưa chụp nữa. Chụp mình chị quay phim luôn ừ. Ok, chụp mình luôn hả? Dạ. Đây một tấm một à? Dạ, một tấm thôi. Sao cái thái độ kỳ quá vậy? Bé cưng làm gì mà con bé này nó sợ chụp có một tấm một vậy? Không, mình phải chụp nhiệt tình với con bé kia. Một tấm một. Tốn dung lượng. Mình đừng có chụp một tấm mà một âm binh. Chị Thơ ơi, xếp đứng sát cho chị Thơ cho vui nè. Bạn người nha, chị Na. Mộng chị. Chị cười lên đi, em muốn lấy hình đẹp của chị. Nhìn qua đây chị Na. Ủa, Cúc Thi cười đó hả? Chị Thơ. Trời ơi, chị cười như vậy không đẹp rồi. Ý bà khoe răng xứ. Khoe răng xứ. Răng chị. Chỉ được một tấm thôi. Đó chưa, nói một tấm cũng nói dối tôi đấy không? Chụp nữa không em? Thôi được rồi. Em muốn nhiệt tình cho bé đó không? Dạ thôi chị. À đơn giản đó phải không em? Dạ. Ok. Ok, dễ thương nè. Dạ, thôi chị nha. Chụp nữa không? Mười mốt bé này nó về nó đang nằm ngủ nè. Ê, chụp hình không chụp nó nằm ngủ. Chụp hình nghe tới chụp hình y chang là nó sợ ai hại nó gì đó. Mà đợi cách thi tí xíu nè mọi người nha. Để lấy trứng. Mọi người đợi, ngồi đợi đi, có trứng ra là có bánh liền. Chụp không? Hát liền câu. Thôi liền. Kỳ cái gì? Cái này đi hát. Đi. Mọi người câu. Nhìn lên. Hát liền. Mai sáng đi. Sáng 3 giờ. Mai 3 giờ trưa đi. Ồn lắm. Không còn hơi hám hát. Không ăn cái sĩ nào. Con gái bả nè mọi người. Con gái bả nha. Không phải bả, hình gái bả. Mở ra thôi. Trời ơi là trời. Cái gì mà quá trời quá đức gì. Không nuôi dữ gì. Trời ơi là trời gầu ghê á. Nuôi gì đá đi sợ. Ủa gì vậy? Sao không bị quay không qua để em biết. Rồi. Yêu thương ghê. Cái mặt trời ơi giờ. Cũng nắm với sợ. Nhớ nói với mọi người đây là mẹ của nhỏ hồi nãy nha. Chị cho em chụp. Ok. Ủa sao em nói chụp tấm hình. Trời. Bé nó nói lộn mà chị cho em chụp cái tấm hình. Ok. Rồi. Rồi. Ok đây. Không xuống đây. Đau quá. Đứng trên ghế đi, ông nội. Mệt. Cười khóc vậy. Ôi cái mặt cả trời ơi. Ok anh. Chị ơi, em muốn nguyên góp có cái nãy chị nói. À. Dạ, ừ. Em đưa cho chị 300. Ừ, ok, nhiêu cũng được, 50 cũng được, 10.000 cũng được. Mọi người ơi, có bé này mở lòng hảo tâm á. Em ở đây nè. Còn em có kinh doanh gì không? Dạ. Em mở quán trà sữa. À để mở. Thôi vậy thôi để quảng cáo cho bé sơ tại kỳ có qua có lợi nha. Bây giờ chị sẽ nhận em 300 đây, chị gửi đây cho em 200. Không chị đổi luôn nè. Đổi em 500 nè. Đó. Rồi. Chị nhận của bé 300, bé tên gì? Châu. Bé Châu. Châu. Châu bé Châu, bé Châu. Địa chỉ mấy em? Đường nhà thờ là nhà thờ chợ Búng, Bình Dương. Nhà thờ chợ Búng. Thì mọi người sẽ thấy được một cái tiệm trà sữa tại Châu, Bình Dương. Châu ở Bình Dương. Đó nhà thờ Bình Dương, nhà thờ ngay chỗ gần chùa Bà không? Dạ không, chưa tới chùa vậy. Chưa tới chùa Bà phải không? Trên đường nhà thờ chợ Búng. Nó nằm trên đường nhà thờ chợ Búng nha mọi người. Mọi người có đi ngang đoạn đường đó thấy ra địa điểm Châu thì hơn một có duyên các thầy sẽ con ghé đó. Và mọi người nhớ luôn luôn ủng hộ Facebook em là Facebook gì? Dạ là Huỳnh Tuyết.
Hình tweet. Tôi không biết cái đó là cái gì luôn á trời. Hình tweet. C-H-C-H-E-R-I-S. Ừ, bé gửi cho các thứ 300 để làm để gom vô mua nước tương, nước mắm kia nọ để làm một đêm thiện nguyện đó, gửi cho bà con nghèo. Cảm ơn em nhiều công đức vô lượng nha. Trời, của ít lòng nhiều nha em. Cảm ơn em. Cảm ơn bé rất là nhiều. Đây là bà. Đây bé 300 của bé thì các thứ sẽ cất riêng. Đây là tiền của bé. Không quyền đụng vô. Chỉ có đụng vô ngoài trừ là mình đi mua cái đồ thêm thôi. Thì các thầy cũng muốn gom góp như vậy thôi, chứ thực sự các thầy muốn cũng như hùng hạp vô để cho mình có một cái công đức nó vuông tròn hơn. Thì mong mọi người chia sẻ có như ủng hộ giùm cho các thầy. Chú đến đây 2-3 lần rồi phải không? Đến đây nhưng mà đông quá anh không có vô. Ồ, đông quá ban ngày. Chú chụp hình không? Thế này là cha đang nghĩ là mẹ ơi, con được người ta xin chụp hình. Trời ơi, má ơi, má. Rầu má quá, má ơi. Ừ, nhớ ủng hộ. Còn trong còn con trứng nữa phải không? Con luộc không? Kiểm tra hết xung quanh. Ê, ê. Ba phần tại vì Thư Hoài mà giành được cái giải thí sinh được yêu thích nhất thì số tiền thưởng đó Thư Hoài sẽ tặng hết cho chị của mẹ Cát Thi. Tư đoạn hứa chị mẹ Cát Thi là gì má? Chị của mẹ Cát Thi. Ờ, nói chuyện cũng gõ gàng. Là gì của tôi? Cát Thi cảm ơn. Buồn buồn là rút lại lời hứa giờ. Trời ơi, buồn buồn rút lại lời hứa. Con có buồn buồn con rút lại giải luôn không? Cái mỏ, trời ơi, cái mỏ su le dễ sợ. Nhìn gì kệ anh ta, bà ghen hay gì? Để lại nha, có còn 50 phần để đem qua bệnh luôn nha. Bà nhìn hoài. Mẹ ơi, con muốn qua bệnh. Qua bệnh rồi, giờ nó khuya sao con qua bệnh được? Chú, con không qua được. Giờ nó khuya mẹ nó đâu cho qua được. Cái gì học không? Ở đâu, mẹ đâu có học. Ai vậy hả? Con không qua được, con khuya ngủ. Vậy là con cứ năm anh này qua được đúng không? Trời, cái gì vậy? Trời, vậy chi vậy chứ? Trời, trời, xạo, xạo, xạo. Xạo ghê không? Nó té nó bị lố rồi, nó té lố bây giờ nó gom ghế á. Xạo lố ghê không? Sẵn tiện tí gom luôn không? Ngon quá. Ngon thì bữa nào quặm. Ok. Bữa nay hành ngon nè. Mấy ly vậy? Một ly đó. Trời ơi, bà làm ghê trời. Bữa nay hành ngon. Trời ơi, cảm ơn em. Không, thiệt bữa nay hành lá. 10 ngàn họ mua phần 25 ngàn. Hồi nãy một trứng à. Nó mặn không mấy 10 ngàn. Cũng có 10 ngàn. Bé ơi bé. Chú, ở đây đây đợi. 12 tờ 10 ngàn thấy không? Ừ. Dạ. Nó mặn không? Không, nó ngon. Mì hến còn kìa, mì hến còn kìa. Ủa, mì hến còn không? Còn phải không? Còn không? Còn. Đây nè, chị này mua nè. Ủa sao chị biết mì hến vậy? Em qua mang hoài. À, qua ăn hoài luôn, ngon quá qua. Gì? À, quên quên. Mì hến ngon quá. Mấy gà không ạ? Ủa, mấy gà luôn. Đâu vậy? Đâu vậy? Chỗ này, cái này ăn chứ bà không có bán đâu. Hồ gửi phải không? Hồ gửi. Hồng bên đây cũng bán đồ ngon lắm á. Lát ở lại ăn với ông Hồ. Anh Hồ gửi chị này nướng con gà này mọi người ơi. Nghe đồn con gà này con gà máy dầu nè. Không phải, con này con là con gà đá độ. Anh đâu? Gà tre. Hơi kỳ. Đá khô à. Quá đẹp. Làm chảo. Giờ này sao tôi giờ sợ YouTube dữ vậy trời. Hình ảnh này quen quen lắm nha. Cái tên bắt đầu chữ K đúng không? Đúng rồi. Trời ơi là trời. Ủa, cái gì vậy? Cái MC. Ủa, giờ có hối tiền không? Không là quịch nha. Có nhiều. Rồi 20. Ok. 10.000 của bạn nè. Trời chạy luôn. Chụp hình không? Chụp hình. Lấy đi chụp hình với chị đi. Con để mẹ chụp hình với trai con.
chụp hình với chị đi, làm ơn đi, năn nỉ á, làm ơn. Hả? Kệ chồng em, chị quẩm luôn, chị quẩm luôn em à. Rồi. Đó con làm lộn xộn nè, đó mày làm lộn xộn quá. Ngồi ghế ta trộn. Cuối cùng ai chụp? Đứng rồi ai chụp? Ai chụp? Ai chụp? Người ta không có nhu cầu chụp luôn á. Lấy đũa mới, lấy đũa mới. Vô đi anh chụp nha. Vô đây. Đi hỏi, ra chụp đi hỏi em đi. Trời gì mà ăn gì sống nhăn vậy trời. Người ta đâu có chụp đâu, tiên ăn mé mà ta chụp vậy. Tao bói. Xin chụp, trời ơi. Em biết. Đây. Này gia đình hạnh phúc nè. Con cha mẹ rồi con. 1, 2, 3 cái bị này nó. Cái già mồm bất hạnh lắm á trời. 3. Cái già mồm bất hạnh. 1, 2, 3. Người mẹ điên. Không, bây giờ á con có 2 người ba luôn. Sao vậy? Trời bà nội. Cái miệng mày đó, cái miệng quá trời quá đất à. Gom gọn lại đi Hân. Chừa bên à, nếu mà còn á, để đi qua bên kia cho thằng Xuân ba. Khoan đi, mai tính. Đi chút xíu vô.